Bạn đã sẵn sàng là một món quà ý nghĩa xinh xắn để dành tặng người thân yêu cùng bộ kit thêu tranh lên nổi của May Art & Craft Việt Nam chưa? Cùng May hoàn thiện bức tranh siêu đơn giản này với video hướng dẫn chi tiết ngay sau đây nha. Video hướng dẫn của May sẽ bao gồm 4 phần chính. Phần 1, giới thiệu nguyên vật liệu trong bộ sản phẩm. Phần 2, hướng dẫn cách xỏ len, cách cầm kim. Phần 3, hướng dẫn kỹ thuật thêu lên nổi cơ bản, lưu ý các lỗi sai thường gặp và cách khắc phục. Phần 4, hướng dẫn thêu chi tiết bức tranh. Trong đó, phần kỹ thuật thêu cơ bản và lưu ý một số lỗi thường gặp là những nội dung rất quan trọng mà bạn không thể bỏ qua nha. Bộ nguyên liệu của May Art & Craft Việt Nam đã có đầy đủ dụng cụ để bạn hoàn thiện một bức tranh thêu lên nổi bao gồm một khung vải Aiza kích thước 25x30cm có in sẵn hình. Đây là loại vải dày dặn, sợi to, chuyên dụng cho bộ môn thêu lên nổi, vải căng trên khung gỗ chắc chắn. Len 2mm các màu đã được chiết sẵn, đủ dùng để thêu như hình mẫu. Kim thêu panit đầu cán gỗ dành cho len 2mm. Dụng cụ xỏ len, kéo cắt len, keo sữa trong bộ có cắt bông xù. Tờ hướng dẫn kỹ thuật và mã QR để xem video hướng dẫn chi tiết. Với bộ nguyên liệu này, bạn có thể tự tay thêu ngay một khung tranh để trang trí hoặc làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Đặc biệt, sau khi thêu xong, bạn có thể tái sử dụng một số dụng cụ như kim thêu nổi hay kéo bấm để tự mình sáng tạo ra các sản phẩm thêu len khác. Trước khi thêu, chúng ta sẽ xỏ len vào kim. Sử dụng cây xỏ len luồn qua lỗ tròn ở đầu kim, xuyên qua thân kim xuống đuôi kim. Luồn sợi len qua cây xỏ len và kéo cây xỏ lại. Len sẽ được kéo ra phía đầu kim. Tháo cây xỏ len và rút len ngắn lại. Để len ở đầu kim còn khoảng 5cm là vừa. Kim thêu đã sẵn sàng. Giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu cách cầm kim thêu cho đúng nha. Mũi kim thêu nổi có một mặt vát. Chúng ta sẽ cầm kim sao cho phần vát của kim ngửa lên trên và hướng theo chiều của mũi thêu. Ví dụ, khi thêu từ dưới lên thì mũi vát hướng lên trên. Còn khi đi ngang như thế này thì mặt vát cũng hướng theo chiều ngang. Mũi thêu cong thì kim cũng xoay theo đường cong như vậy. Với bức tranh hoa thủy tiên này, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật thêu mặt xù và kỹ thuật cắt bông ở phần nhụy hoa để tạo hiệu ứng 3D nổi bật. Các chi tiết còn lại sẽ sử dụng kỹ thuật thêu mặt chìm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hướng dẫn kỹ thuật chi tiết để các bạn nắm rõ hơn nha. Trước khi thêu mặt xù, hãy cắt một nửa miếng cao su trên đầu kim để sợi len xù có độ dài phù hợp. Không nên cắt hết vì không cần thiết và có khả năng bị thiếu len nha. Kim thêu sau khi cắt xong vẫn có thể thêu chìm bình thường. Khi thêu mặt xù, chúng ta sẽ thêu từ phía mặt sau của tranh. Đầu tiên, đâm kim xuống cho đến hết cán kim. Nhấc kim lên sát mặt vải và đâm xuống cách mũi đầu tiên 2 sợi vải. Tiếp tục nhấc kim lên sát mặt vải và đâm xuống. Lưu ý phải luôn đâm hết kim để sợi len xù phía sau dài bằng nhau. Khi thêu một chi tiết, chúng ta sẽ thêu viền xung quanh trước, sau đó thêu dần vào bên trong theo chiều xoắn ốc cho đến khi kín hình. Để kết thúc mũi thêu xù, chúng ta nhấc kim lên, giữ lấy sợi len để mũi thêu không bị tuột, nhấc kim lên một đoạn và cắt sợi len ra là xong. Trong quá trình thêu, lưu ý liên tục lấy thêm len và không cầm vào sợi len, cũng như không để vật gì để lên sợi len khiến len bị căng và sẽ làm tuột mũi thêu. Thêu các đường sát nhau để mặt len xù phía sau dày dặn, không bị hở vải. Sau đây là một số lỗi thường gặp mà các bạn cần chú ý khi thêu len nổi panit đồ. Sợi len không ăn vào vải, thêu xong lại bị tuột ra. Có một vài nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này, bạn lưu ý nha. 1. Do không đâm hết kim. Nếu chỉ đâm kim giữa chừng mà không đâm hết độ dài của kim sẽ khiến sợi len phía sau bị ngắn và dễ tuột. Vậy nên chúng ta phải đâm hết cán kim xuống để len được giữ chắc chắn trên vải. 2. Do sợi len bị căng vì bạn quên lấy thêm len từ cuộn, hoặc để đồ vật đè vào sợi len, hoặc sợi len có nút thắt nên không đi qua được kim thêu. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần lấy thêm len hoặc bỏ đồ vật đang đè vào sợi len ra, hoặc cắt bỏ đoạn nút thắt và xỏ lại kim thêu như bình thường. 3. Xỏ kim sai, sợi len không đi đúng hướng từ đuôi kim lên đầu kim và xuyên qua lỗ tròn, cũng là nguyên nhân khiến len không ăn vào vải. Lúc này bạn hãy xỏ lại len theo đúng hướng dẫn của May là có thể thêu được nha.
Ngoài ra, để thêu lại một đoạn nào đó, các bạn chỉ cần rút mũi thêu lỗi ra, cào nhẹ mặt vải để không bị lộ quá to, kéo nhẹ cho len ở đầu kim căng ra và thêu tiếp. Tuy nhiên, không nên sửa lại nhiều lần vì vải sẽ bị nát. Lỗi thường gặp khi thêu mặt xù, bị sổ len, nguyên nhân là do mũi kim đâm xuyên vào các sợi len đã thêu trước đó. Để tránh hiện tượng này, khi thêu mặt xù, chúng ta nên nghiêng mũi kim về phía vải chưa thêu để tránh đâm kim vào phần len đã thêu. Sau khi thêu xong mặt xù, nếu có một vài chỗ bị sổ len, bạn có thể dùng kéo bấm để tỉa bỏ những chỗ bị sổ len cho đều là được. Điều này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến hình thêu đâu ạ. Chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật thêu mặt xù để thêu nhụy hoa trước nhé. Chúng ta sẽ lật mặt sau của tranh và bắt đầu kỹ thuật thêu xù. Trước khi thêu, bạn nhớ cắt bỏ nửa đoạn cao su như hướng dẫn nhé. Khi thêu, chúng ta thêu viền ngoài trước, sau đó thêu dần vào trong theo đường xoắn ốc. Các mũi thêu cách nhau khoảng 2 sợi vải và nhớ luôn đâm hết cán kim để phần len xù phía sau được đều, đẹp. Khi mới thêu, bạn có thể thêu với tốc độ chậm để cho quen tay, rồi sau đó tăng tốc dần lên. Thường xuyên kiểm tra mặt xù xem len có đều nhau không. Đừng nên quá nóng vội dẫn đến mũi len không đều, không khít nha. Trong quá trình thêu, lưu ý liên tục lấy thêm len và không cầm vào sợi len, cũng như không để vật gì để lên sợi len khiến len bị căng và sẽ làm tuột mũi thêu nhé. Vậy là chúng ta đã thêu xong nhụy hoa với mũi thêu mặt xù. Lát nữa, sau khi bức tranh đã thêu hoàn thiện thì chúng ta sẽ cắt bông cho phần len xù này nhé. Các chi tiết còn lại của bức tranh đều sử dụng kỹ thuật thêu mặt chìm. Nhưng trước hết, hãy cùng May tìm hiểu xem kỹ thuật này thêu như thế nào nha. Thêu mặt chìm, chúng ta sẽ thêu trên mặt trước của vải. Đầu tiên, hãy đâm kim xuống cho đến hết cán kim. Rút sợi len thừa ra phía sau, sau đó nhấc kim lên sát mặt vải và đâm xuống cách mũi đầu tiên khoảng 4 sợi vải. Tiếp tục nhấc kim lên sát mặt vải và đâm xuống mũi tiếp theo. Cứ tiếp tục đâm kim xuống, nhấc kim lên như vậy cho đến khi kín mảng thêu mà bạn mong muốn. Khi thêu một chi tiết, chúng ta sẽ thêu viền xung quanh trước, sau đó thêu dần vào bên trong theo chiều xoắn ốc cho đến khi kín hình. Để kết thúc mũi thêu chìm có hai cách. Cách 1, chúng ta sẽ đâm xuống mũi cuối, giữ sợi len ở đầu kim và nhấc kim lên. Cắt len và rút len thừa ra phía sau. 2, có thể đâm xuống mũi cuối, lật mặt sau cắt len, sau đó rút kim lên. Với cách này, bạn nên chú ý khi rút kim để sợi len không bị tuột ra khỏi kim nha. Trong quá trình thêu, bạn lưu ý một vài điểm quan trọng sau. Thứ nhất là luôn phải đâm hết kim để sợi len phía sau đủ dài và không bị tuột khỏi vải. Thứ hai là liên tục lấy thêm len và không cầm vào sợi len, cũng như không để vật gì đè lên sợi len, khiến len bị căng và sẽ làm tuột mũi thêu. Thứ ba, thêu các đường sát nhau để không làm lộ vải. Các mũi hàng sau nên thêu so le với các mũi hàng trước để bức thêu hài hòa hơn. Lỗi thường gặp khi thêu mặt chìm, mũi thêu dày cộm khó đâm kim do thêu mũi quá ngắn khiến các mũi thêu dày đè lên nhau. Điều này có thể dẫn tới bị thiếu len khi thêu. Ngược lại, nếu mũi thêu của bạn nhìn dài, thô và không bám sát mặt vải do thêu mũi quá dài. Như May đã hướng dẫn, thêu mặt chìm nên để các mũi cách nhau khoảng 4 sợi vải. Đối với các chi tiết nhỏ thì có thể cách nhau khoảng 2 sợi vải. Sợi len bị nổi cộm lên mặt vải, không bám sát vào vải do nhấc kim lên quá cao khỏi mặt vải, sẽ kéo theo sợi len bị dài hơn và nổi cộm lên. Để khắc phục, chúng ta chỉ nên nhấc kim sát mặt vải. Nếu lỡ nhấc kim quá cao, hãy kéo nhẹ cho len căng ra, thêu chậm cho quen tay rồi mới tăng tốc lên. Ngoài ra, nếu gặp bất kỳ lỗi nào trong quá trình thêu thì đừng ngại ngần inbox cho May để được hỗ trợ nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng kỹ thuật thêu mặt chìm mà May đã hướng dẫn ở trên để thêu phần còn lại của bức tranh nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ thêu viền cánh hoa màu vàng đậm trước. Sau đó, thêu bên trong cánh hoa màu vàng nhạt. Vẫn theo nguyên tắc thêu viền ngoài xung quanh trước. Sau đó, thêu dần vào bên trong theo chiều xoắn ốc cho đến khi kín hình. Các mũi thêu cách nhau khoảng 4 sợi vải. Khi thêu tới phần sát với phần len xù lúc nãy, bạn có thể dùng tay gạt phần len xù ra để thêu dễ hơn. Không thêu chồm lên sẽ khó đâm kim và khiến phần len bị sổ ra. Lưu ý thêu các đường sát nhau để không làm lộ vải. Các mũi hàng sau nên thêu so le với các mũi hàng trước để bức thêu được hài hòa hơn. Tiếp tục thêu tới phần cành và lá.
Bạn nhớ liên tục lấy thêm len và không cầm vào sợi len, cũng như không để vật gì đè lên sợi len khiến len bị căng và sẽ làm tuột mũi theo nhé. Tiếp theo, chúng ta thêu phần nền vòng tròn ở dưới trước. Cuối cùng là mảng nền lớn phía trên, theo phần viền sát với khung trước, đâm kim vào cạnh viền khung và các mũi thêu thẳng nhau để bức tranh vuông vắn hơn nha. Bước thêu gần như đã hoàn thiện, bây giờ chỉ cần cắt bông xù phần len ở nhụy hoa là hoàn thành. Trước khi cắt bông xù, chúng ta sẽ bôi đều keo sữa lên mặt sau của chi tiết đó. Lớp keo này sẽ giúp len chắc chắn hơn, len cắt xong không bị sổ ra. Lật tranh ra mặt trước, dùng lưỡi kéo bấm đặt vào giữa các vòng len và cắt đôi các sợi len ra. Để chi tiết tròn trịa hơn, chúng ta cần làm cho phần viền thấp hơn một chút bằng cách đặt nghiêng lưỡi kéo và cắt tỉa len. Lưu ý không cắt quá sát mặt vải. Còn phần ở giữa chi tiết thì chỉ cần dùng kéo cắt tỉa cho các sợi len dài đều nhau là được. Và đây là thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Một bức tranh len nổi hoa thủy tiên để dành tặng cho những người thân yêu hay trang trí nhà cửa đều rất hợp lý. Chúc các bạn thành công và có những phút giây vui vẻ với bộ môn này nhé. Đừng ngại nhắn tin cho May nếu cần hỗ trợ nha.